Hello, à, như Thương lệ những các bạn đang lần lâu coi kênh của chị Nhan Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê Youtube Channel Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những gì liên quan đến Nhi Lê Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay Câu đầu tiên, ăn phận có ổn không? Ăn phận là gì mọi người? Nhiều người nói với bạn đó, có câu ăn phận lắm Như thiệt với bạn, họ cũng không biết ăn phận nghĩa là gì nữa dù có là an phận đi chăng nữa thì bạn cũng biết là bạn không thể nào mà dừng cái chuyện thế giới phát triển và đi lên được. Cái này như đã nói rồi. Bạn nhìn thấy cái cây mà nó còn có vân cây. Để nhìn thấy là mỗi năm nó phải xá cái thân thể của nó để ra một cái đường vân mới là như thế nào. Rắn nó cũng phải xé áo nó để nó ra một cái lớp da mới. Trăng con rắn. Con cán nó cũng phải xá cánh nó để thành cái con bướm bướm. Con người cũng cao lên và phát triển lên hoặc là già đi tất cả chúng ta không cản trở được sự lão hóa của thiên nhiên và tất cả chúng ta không bao giờ dừng được cái việc tiến hóa của vũ trụ hết an phận không có tồn tại như xin nói tại sao không có tồn tại dù có là một bà mẹ ở nhà nội trợ đi đó bà muốn an phận đó bà ở nhà bà làm gì sai đâu bà đâu có làm gì sai đâu đúng không bà chăm con chăm chồng rồi bà vẫn giữ cái tư duy hồi xưa của bà tức là một người mẹ ở nhà nuôi con nuôi chồng vì gia đình thôi đâu có đi ra đường đâu có xài tiền đâu có xe xua gì với thiên hạ đâu họ cũng an phận đó nhưng mà cái bà hàng xóm bà qua Bà khoe con của bà giàu nhưng mà cái ông hàng xóm đi qua kêu là con trai của ông làm bác sĩ xong rồi bà con dòng họ nội ngoại hai bên mỗi lần đấm dỗ đấm quậy đấm ma cái bắt đầu lôi ra là ôi mày ở nhà rồi mày không bằng tao rồi tao đâu phải tội nhà nhưng mày đau rồi tao đi ra đường tao kiếm tiền phụ với chồng tao ok đó có những người người ta muốn an phận đó đó rồi có ổn đâu em rồi cũng bởi vì những cái đó họ cảm thấy tuổi Họ cảm thấy nhục, họ cảm thấy xấu hổ Họ về nhà họ làm gì Họ đổ lên đầu con họ, họ đổ lên đầu chồng của họ Cho nên cái chữ an phận Đối với Nhi, nó không có tồn tại Bởi vì sâu thẳm bên trong Chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta phải học Để mình không có tham nè Tại vì mình sẽ tham, mình ngay người này người kia Có cái thứ mình không có, mình sẽ tham Mình sẽ không có tức giận Không có sân si lên, không có phải hơn thua Người này người kia mình không có ganh đua mình không có so sánh bản thân mình với người khác cho nên an phận nó không có thiệt cho nên cũng không có thể nào mà gọi là ổn được hết cái mà như nhìn nhận theo thời gian để học cái điều như học và làm cái điều như làm là tất cả mọi người cuộc đời của họ đều có rất nhiều rác và vấn đề độc hại bên trong họ mà họ giấu giếm và họ không thích dọn dẹp và họ không thích lô nó lên bởi vì lô nó lên là một cái gì đó xấu hổ nhưng không biết từ lúc nào tất cả chúng ta đem cái chuyện mình trải qua là bình thường trở thành một cái điều xấu hổ nhục nhã và lấy cái đó để chà đạp và đai nghiến nhau. Nhưng mà trên đời này không có an phận và bởi vì nó không có an phận nên nó sẽ không có ổn. Bởi vì từ cái giây phút bạn nghĩ bạn an phận, bạn nghĩ bạn đủ, bạn nghĩ cuộc đời của bạn là tới đó rồi á thì ông trời sẽ gửi cho bạn rất nhiều bài học, gửi cho bạn rất nhiều gáo nước lạnh, gửi cho bạn rất nhiều người đến để thử thách cái lòng của bạn cho nên nhiều người người ta mới phải bỏ xứ mà đi hay là người ta phải ở một cái nơi nào khác đi để không phải đối diện với thị phi là vậy tại vì đối diện với thị phi bao gồm cả người nhà người thân hàng xóm là một trong những cái rất nhức đầu chị ơi em hay vô đọc comment kênh chị thấy mấy bạn chửi chị mà sao mấy bạn đó chửi chị vậy chị mà sao chị chịu được hay vậy chị <laughs> trời ơi, câu hỏi dễ thương ghê Tụi em biết cái tốc độ mà tin nhắn mà bay vô kênh của chị chửi đó, nó nhanh hơn cái tốc độ mà chị nhắc người ta kêu nhấn like share và subscribe á tụi em biết không hồi nãy có mấy bạn kêu chị nhây sao chị nhây nói hoài cái vụ mà nhấn like share và subscribe hoài chị nói cỡ đó mà người ta cũng đâu nhấn like share subscribe đâu em xong rồi bay thắc mắc chị nhây không cần nhắc đi nhắc lại tao nhắc đi nhắc lại cỡ đó mà đâu phải là 400 người coi video là 400 người like đâu nhưng mà coi một cái video mà nó trúng một ngay một cái điểm huyệt gì trong người của nó mà nó có vấn đề ở chỗ đó là thôi hỉ nó bay vô nó vô nó lôi dòng tộc da phả nó lôi ở đâu ra không biết nó lôi nó cào xé chị luôn chị kể cho em nghe là chị có những cái người đi vô mới đầu là nhi ơi nhi à thương nhi lắm yêu nhi lắm được chưa rồi rồi đi học mấy lớp của nhi luôn đi học lớp của nhi rồi đi học cả lớp mấy thầy mà nhi giới thiệu được luôn dạ như vậy rồi mà nhắc lại các bạn đó. cái bom bên trong người của họ tự nhiên nổ chặt giống như đàn án nén 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 xuống một ngày nó bớt rồi cái họ không có ai đổ lỗi họ đổ tại mày tại tao học của mày nhiều rồi giờ tao biết nhiều quá rồi xong rồi tao về tao cãi lộn với chồng tao đó cái cái post mà hôm qua như chia sẻ trên kênh facebook của như á như có nói về cái đó họ làm được thì mình không là nghĩa điện gì hết á là công sức của họ hết họ mà không làm được á hoặc là họ không có dũng khí làm hoặc là họ có kiến thức rồi xong họ về nhà á có họ bị người này người kia tấn công quá cái môi trường của họ tấn công quá cái họ ra đổ lỗi tất cả là tại mày tất cả là tại mày lúc tao đang dốt tao không biết gì tại sao À, mày để cho tao dốt luôn đi giờ mày nói nhiều quá tao biết nhiều quá giờ tao về nhà tao hiểu ba má tao nói cái gì tao hiểu vấn đề rồi giờ làm cho tao khổ tâm thêm thì họ đối diện với cái khổ tâm của họ là giờ họ sẽ quay qua tấn công mình và như lặp lại với các bạn là ông trời review tức là nó giống như cái bức màn vậy đó họ mở cái bức ông trời mở cái bức màn của cái sự thật ra cho bạn là bởi vì bạn hỏi bởi vì bạn yêu cầu tại vì bạn than ví dụ bạn nói trời ơi tôi khổ quá ông trời ơi, ông trời giúp tôi cái ông trời mới nói a ha mày khổ quá rồi hả mày chấp nhận chịu nhận giúp ra đây này tao quăng con nhi lê cho mày tao quăng video nó cho mày tao quăng những cái người mà hả có cái kiến thức mà tao cần mày biết cho mày rồi mày nhận đây, nhận đây, rồi đó đó mày cái mày khổ Các họ biết rồi rồi ai biết như chị nói vén một cái bức màn họ nói wow hóa ra đây là cái thứ mình không biết các họ bước vô cái bức màn đó được chưa cái xong họ nhìn cái sự thật họ đi họ mê mẩn họ cảm thấy trời ơi sướng quá có phải trong thời kỳ đầu tụi bay coi video như lê tụi bay kiểu như mất ngủ mất ăn luôn tụi bay thì kiểu trời ơi sao hay quá vậy trời sao hay quá tại sao mình không biết mấy kiến thức này đúng giờ dạ? họ bước vô cái kiến thức đó xong họ lạc trong cái khu vườn đó xong họ bước ra lại họ về nhà lại cái họ nói e đi vô đây sau bức màn này hay lắm có họ họ bị vậy họ bị mấy người nhà cũ tấn công mày điên rồi mày khùng rồi mày cái gì vậy mày nói cái gì thôi tao không muốn vô mày khùng rồi mày bị con đó bỏ bùa rồi mày coi con nó nhiều đó mày khùng rồi đó mày nghiện rồi đó mày coi chừng đó con nó kéo mà đi qua nước ngoài này kia kia nọ rồi bán ga bán thận bán phổi đồ gì đó nói chung là họ sẽ dựng những cái câu chuyện đó lên để họ kéo bạn về lại cái cuộc đời ngoài cái bức màn mà bạn ván đó là lý do tại sao các bạn khi ví dụ chưa chửi Nhi hay tấn công Nhi nhưng không có quan tâm tại vì sao tại vì cái chuyện ván bức màn đó cũng là chọn lựa của bạn từ cái giây phút bạn vô kênh của nhi á bạn coi kênh của nhi á đó cũng đã là cái trực giác của bạn, biểu bạn là bạn phải trưởng thành rồi. Nó không liên quan gì đến nhi. Bạn biết Youtube có bao nhiêu cái video mỗi giây người ta đăng lên không bạn? Bạn luôn có quyền chọn. Bạn có thể coi uh, mức banh, bạn có thể coi người ta ăn trào cái bản họng họ rồi, không làm gì ngoài cái chuyện ngồi ngó người ta ăn không. Bạn cũng có thể coi người ta đi du lịch, bạn cũng có thể coi phim con heo, bạn cũng có thể coi người ta nói về... Uh, Ừ, ngoài hành tinh rồi, rồi rồi bạn cũng có thể coi người ta nói về chiêm tinh học bạn cũng có thể nó coi người ta nói về tần số học bạn cũng có thể coi về tarot card bạn cũng có thể coi về horoscope bạn cũng có thể coi về uh, ngôn ngữ người này dạy tiếng anh bạn cũng có thể coi dạy về nấu ăn bạn cũng có thể coi dạy về may áo quần có rất nhiều thứ bạn phải coi bạn không cần phải coi kênh nhi đúng chưa tại vì thời gian của bạn là rất quý giá nhưng mà nếu bạn đã chọn coi và bạn đã chấp nhận muốn học về con người thì nó thẳng kênh của nhi là dạy về con người như dạy về con người như dạy về bạn hiểu bạn là ai bạn phải biết bạn là ai bạn phải sống là chính bạn thì bạn mới thành công trong cái con đường mà như gọi là tài chính nè sự nghiệp nè gia đình nè bởi vì quản trị chính bạn là một trong những cái khó nhất đối với như đến giờ như vẫn phải học ở master cái đó quản trị chính mình quản trị chính mình là một trong những cái khó nhất bạn có đi cái đạo nào bạn có ở cái chùa cái nhà thờ cái thánh nào đi chăng nữa thì những cái người đó họ cũng hướng bạn đến một và một thứ thôi đó là quản trị tâm và trí của bạn tâm và trí của bạn mà đâu có thấy được đúng chưa cái kênh của nhi nó chỉ là vậy thôi cho nên bạn khi đi vô bạn tấn công nhi thì nó đến từ đầu đến từ tâm và trí của bạn bạn không quản được tâm bạn bạn không quản được trí của bạn bạn đi vô đây và bạn đổ lỗi cho nhi nhi chứ ok đổ lỗi tiếp đi tại vì tôi biết đi 3 năm bà cũng dòng lại tôi biết ông đi 3 năm ông cũng dòng lại hoặc là nếu họ không dòng lại luôn á thì họ cũng đi xuống luôn Bây giờ bạn chỉ có một là bạn chấp nhận bạn sai tại sao bạn đi phạm pháp bạn cho tù người ta hay cho bạn cái gì là gọi là khoan hồng gì đó rồi cho bạn cơ hội làm lại cuộc đời bạn có nghe mấy cái câu đó không nhi thì như không có được tới mức mà khi bỏ một cái trại giáo dưỡng để nhi giúp cho các bạn như vậy nếu cái bạn sẵn sàng thì bạn như bạn coi lại bạn sẵn sàng thì bạn học lại bạn sẵn sàng thì bạn sẽ nghe lại còn mà không sẵn sàng thì bạn cứ đi vô chửi một vòng rồi bạn đi ra thôi cho nên là em hỏi chị sao chị chịu đựng được tại vì không phải là chịu đựng mà chị có kiến thức Chị có nhận thức, chỉ biết được vấn đề không phải của chị. Và bạn cũng vậy. Chỉ có bạn mới thương bạn thôi. Từ cái giây phút bạn không thương bạn, bạn đi ra ngoài. Rồi bạn đi kiếm người khác thương bạn. Chờ cho cái sự chấp nhận của người khác. Không có đâu. Cầm lên đường nè, bỏ xuống đường nè. Người duy nhất làm được cái này đâu phải là mấy trăm anh em đang gọi live stream của Nhi đâu. Nhi thôi. Bạn có muốn đi ra đường làm ăn cũng vậy thôi. Người ta nhìn vô cái sự uy tín của bạn. Bạn nói được làm được không rồi này nọ. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Như Lê Foundation nè. Tham gia Như Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn. Rồi. thế thôi. Ba mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái like kế tiếp.